giảm cân là một trong những đề tài muôn thuở của các chị em phụ nữ. Mình cũng vậy, mình đã lân la tìm hiểu trên internet những cái biện pháp giảm cân của các diễn viên, các nghệ sĩ. Và hôm nay cùng mình chúng ta sẽ tìm hiểu bí quyết giảm cân của Nhã Phương là như thế nào. Nhã Phương là vợ của Trường Giang, là một diễn viên nổi tiếng ở Việt Nam thì ai cũng biết. Trước đây Trường Giang đã từng tiết lộ là Nhã Phương đã bị ám ảnh cân nặng sau khi sinh bé đầu tiên. Mình thấy cái việc mà ám ảnh cân nặng là cái biểu hiện chung của những người thừa cân béo phì. Mình kể một câu chuyện nhỏ cho các bạn, cũng là câu chuyện của chính bản thân mình, để các bạn thấy là cái việc mà thừa cân là một cái nỗi đau của chị em phụ nữ mà chúng ta phải nhanh chóng nhất mà để chúng ta có thể vượt qua được cái giai đoạn này. Trước đây á, khi mà mình béo, mình thừa cân á, thì trong tủ quần áo của mình á, chỉ thường là những bộ đồ màu nâu, màu đen, màu xám, màu nâu đất. Mình nhớ là đã rất nhiều lần, mỗi lần mình vô shop quần áo mình mua đồ thì mình chỉ thường chọn những bộ đồ mà màu nâu thôi. Mà mình sẽ thường chọn là váy chữ A hoặc là size L, những size nó rộng, nó thùng thình. Mục đích là để làm gì? Để cho những người khác đừng có phát hiện rằng mình bị béo. Và cũng trong một lần mà mình đi mua đồ với chồng mình, mà thực tế là hình như không phải một lần đâu, mà 2-3 lần luôn. Mỗi lần mình đi mua quần áo với chồng mình á, thì mình đã thử tới 3-4 bộ đồ mà không có bộ đồ nào vừa hết. Mà không có bộ đồ nào vừa hết. Không có bộ đồ nào vừa hết. Mình đã thử cái size L luôn. Mỗi lần mình thử đồ ra xong mình cho chồng mình xem thì chồng mình cứ là bởi vì sao? Bởi vì mình mặc xấu á. Mình mặc xấu xem thì chồng mình mình mặc cái bụng của mình nó cứ to giống như là bầu 4-5 tháng gì đó, là mình rất là quê, là mình cực kỳ xấu hổ luôn. Rồi cũng có một lần thì mình đi mua đồ với một người bạn ở trong Sài Gòn, thì mua những cái bộ đầm mà kiểu tuần váy cũng váy chữ A, nhưng mà người ta cũng nói là đầm free size, nhưng mà thực tế mặc vào thì nó cứ ưỡn lên như thế này, là mình cứ tưởng tượng là mình đã bầu 4-5 tháng. Cái cả người bạn đó và cái cả nhân viên bán hàng đều hỏi mình á là chị có đang có em bé không. Mình bảo là không, không, chắc chắn là mình không có em bé. Hai chữ trong sạch thật tiếp nói cũng chán rồi mà thực tế người ta không tin. Và lần đó là mình cực kỳ xấu hổ. Các chị em nè, các chị em chúng ta hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu như chúng ta sở hữu một cái chén thon gọn, một thân hình đẹp, thì chúng ta sẽ có những cái lợi ích gì đây? Việc đầu tiên là chúng ta tự tin hơn. Chúng ta có thể mặc được những bộ đồ cực kỳ sang trọng, cực kỳ quý phái, hoặc là chúng ta có thể mặc vừa những bộ đầm body, những bộ đầm size S. Các bạn hãy thử nhớ lại mà xem, có phải là trong quá khứ khi mà các bạn ở cái tuổi thanh xuân thì các bạn thường vô shop, các bạn lựa những bộ đầm free size đúng không ạ? Nhiều, rất nhiều kiểu dáng đầm free size cho các chị em lựa chọn. Còn bây giờ chúng ta làm gì có thể mặc được những bộ đồ ba lỗ, những bộ đầm free size slim giống như các bạn hot girl trên mạng được nữa, đúng không? Và nếu như mà các chị em là một người có vóc dáng thon gọn, các chị em có thể tự tin mặc đầm, mặc váy những bộ đầm công sở đi làm. Lúc này nha, sếp nè, khách hàng nè, đồng nghiệp sẽ vỡ òa lên với cái sự tươi tắn và rạng rỡ của các chị em. Hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu có một ngày các chị em trở nên thon gọn xinh đẹp, các chị em mặc đầm body lên công ty thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào? Có phải là các chị em sẽ trở thành một cái trung tâm thu hút mọi ánh nhìn không? Lúc này sếp yêu quý, đồng nghiệp mến mộ, khách hàng cũng cảm thấy chị em là những người rạng rỡ, ấn tượng đầu tiên khi mà giao tiếp. Thì lúc đó nè, các bạn sẽ được tăng lương nè, sẽ được thăng chức nè, và có mối quan hệ xung quanh của mình cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Và cái mối quan hệ với người chồng của mình chắc chắn lúc này nó sẽ được diễn biến theo một cách tích cực hơn. Đó là những câu chuyện mà mình chia sẻ cho các bạn để các bạn thấy là gì? Là khi mà mình có một cơ thể thon gọn xinh đẹp thì mối quan hệ xung quanh của mình, từ công việc, từ gia đình tới mối quan hệ với người chồng của mình, nó đều là những mối quan hệ tích cực. Sau khi mình đọc báo thì mình biết được gần đây thì Nhã Phương đã có bầu bé thứ hai, cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ cuốn hút. Chính vì vậy mình đã tìm hiểu sâu hơn về Nhã Phương để mình đúc kết được 3 bí quyết mà sau khi sinh bé đầu tiên Nhã Phương đã áp dụng. Hôm nay mình chia sẻ lại cho các chị em để hy vọng là một số chị em sẽ phù hợp với cái phương pháp này, còn một số chị em sẽ phù hợp với phương pháp khác. Miễn làm sao tất cả chúng ta có động lực, phương pháp phù hợp với bản thân của mình để chúng ta ngày ngày cố gắng, ngày ngày nỗ lực để có thể nhanh nhất trở về trạng thái của tuổi thanh xuân, trạng thái có sự tươi đẹp, sự mơ mộng, trạng thái có sự tự hào của nhiều năng lượng. Bí quyết đầu tiên mà Nhã Phương thực hiện đó chính là Nhã Phương đã dành cho mình một góc nhỏ ở trong không gian sống khoảng chừng từ 3 đến 4 mét vuông để làm cái nơi tập riêng cho mình.
tất cả các chị em phụ nữ khi xem video này, nhiều người đều có thể tận dụng cái không gian sống của mình khoảng từ 3 đến 4 mét vuông để có thể làm một cái phòng tập cho mình. Tại sao các chị em lại phải ra ngoài phòng tập trong khi ở tại cái nơi mà mình ở, mình sinh sống cũng là một cái không gian tập cho mình rồi. Mình có thể sử dụng khoảng chừng 3 đến 4 mét vuông để mình nhảy dây nè, mình tập yoga, hoặc là mình đạp tại chỗ, mình chạy tại chỗ, thì có phải là chúng ta sẽ không có cần phải mất thời gian để đi ra ngoài phòng tập mà chúng ta cũng có thể vận động để giảm cân không ạ? Bí quyết thứ hai mà Nhã Phương áp dụng chính là Nhã Phương tập thể dục mọi lúc mọi nơi. Mình đã từng thấy hình ảnh Nhã Phương nhảy dây ở ngoài đường, mặc đồ mũ nhảy dây ở ngoài đường, mặc đồ pyjama, thì nó cho mình một cái ám hiệu là khi mà trên cái hành trình giảm cân thì các chị em có thể tận dụng mọi cái không gian, tận dụng mọi cái thời gian, mọi khoảnh khắc để có thể tập thể dục, để có thể vận động nếu như có thể. Cái biện pháp thứ ba mà Nhã Phương áp dụng chính là Nhã Phương ăn những thực phẩm rất là healthy. Mình đã thấy những bức ảnh mà được Nhã Phương chia sẻ trên internet là Nhã Phương sẽ ăn trứng gà luộc nè, ăn ức gà hoặc là ăn súp lơ. Đó là các thực phẩm hầu như là rất là ít chất béo. Ngoài ra thì rau củ quả nhiều, sẽ có nhiều chất xơ, chất vitamin, và ăn trứng chính là một trong những cái thực phẩm sẽ hỗ trợ tăng cơ và giảm cân nhiều. Vừa qua mình đã chia sẻ ba cái biện pháp giảm cân của Nhã Phương. Trong các biện pháp đó mình cũng đã áp dụng cái biện pháp ăn rau củ quả healthy, mình ăn trứng, mình ăn nhiều lòng trắng trứng và bỏ đi lòng đỏ, mình cũng ăn nhiều ức gà, bởi vì ức gà là cái vị trí mà có nhiều chất dinh dưỡng nhất ở trên cơ thể con gà, nhưng mà nó lại rất là ít chất béo, rất là tốt cho cơ thể của mình. Thì hy vọng là thông qua những lời chia sẻ của mình, các chị em phụ nữ, những ai đang trong tình trạng thừa cân béo phì, đang mặc những bộ đồ không có được ưng ý, đang trong trạng thái tiêu cực, thì mình có thể tham khảo video này để cùng nhau chúng ta lên một cái lịch, chúng ta có thể nghiêm túc thực hiện ăn uống nè, tập luyện nè, và dành một cái góc nhỏ trong không gian sống của mình để các chị em tập luyện. Hy vọng là trong thời gian sớm nhất các chị em có thể được xinh tươi, được rạng rỡ hơn mỗi ngày. Và nhớ là đăng ký kênh của mình nhé. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ thêm những đề tài về giảm cân, những bí quyết của các nghệ sĩ khác, những diễn viên khác, những nhân vật nổi tiếng khác, để cùng nhau chúng ta có thêm nhiều nguồn tư liệu để phương pháp này không phù hợp với chị em này thì một phương pháp khác có thể là sẽ phù hợp. Chúng ta cùng nhau xây dựng một cái cộng đồng vui tươi, hạnh phúc và xinh đẹp hơn mỗi ngày.